Thì hey, mọi người tối nay mình sẽ ăn ốc vòi voi nữa nha hình như đang được mùa hay sao nên cái con ốc Ôi. vòi voi này nó tới gần 2 kg luôn mọi người mình sẽ ăn sống cho tiếp thì bây giờ mình đang làm cái nước mắm tắt nè cái này mình làm tương tự như nước mắm thái á ăn nó sẽ ngon hơn thì bây giờ mình sẽ lọc cái da ngoài của con ốc vòi voi này nha mình cũng có nấu sẵn một bình nước sôi rồi út này là đỡ không kịp nè bắn lên mắt mà mình bất ngờ luôn á lần nào mà mình làm con này cũng ướt hết cả bộ đồ vì để lọc da dễ hơn thì mình phải nấu nước sôi và mình rưới lên như vậy đó. cái da của nó sẽ nở ra và lúc mình lọc thì nó sẽ dễ hơn Nhưng mà con ốc này thì nước trong người nó rất là nhiều luôn đó là lúc mà mình cầm tới đâu thì nó sẽ bắn nước ra tới đó nha là mọi người mà ăn con ốc này mà muốn ăn sống giống như mình á thì chuẩn bị sẵn một bộ đồ luôn đi làm xong chắc chắn là sẽ hay một bộ đồ luôn mình sẽ ăn sống phần đầu còn cái mình của nó thì mình sẽ xào mình ăn nha con này khá là to luôn nên có thể ăn được hai ba người luôn á khi mình lọc da nó ra rồi thì mình sẽ rưới thêm nước sôi vào nữa và mình sẽ lột khi nào nó trơn trụi là ok nha mọi người và đặc điểm của con ốc này á thì có nước thì nó càng căng ra còn để nó không có nước thì nó sẽ bị quẹo xuống như vậy nè Bây giờ mình rưới cái mắm tắt lên rồi mình ăn thôi có gì nói chứ ăn sống phần đầu rất là ngon nha mọi người nó sẽ giòn giòn sực sực luôn á là mình đang ăn gân vì đó mà những người mà ăn đồ sống được thì sẽ cảm thấy nó không hề tanh nha nếu mà ăn không quay đậu sống là ăn sẽ cảm thấy nó tanh kinh khủng luôn mắm tắc này mình cho vào rất là nhiều tắc nên khi mình ăn á nó cái mùi tắc rất là thơm à, mình không có nghe cái mùi tanh của cái đầu ốc luôn thịt ốc thì rất là tươi ngon sừng sực sừng sực thịt cũng rất là ngọt luôn nha mọi người ngoài cầm cắn ăn như vậy mọi người có thể cắt lát mỏng ra rồi mình ăn kèm với lại nước mắm thái và nước tương mù tạt cũng rất là ngon luôn á có bạn nào mà ăn ốc này mà ăn sống thấy ngon giống như mình không giơ tay lên nào